Chào tất cả các bạn đến với kênh Duy Khánh TV. Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh, ủng hộ mình. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Nay thì mình cũng tiếp tục câu chuyện hàng ngày của mình các bạn ơi. Mình chạy tài xế thì mình chỉ quay cho các bạn xem những công việc của mình làm thôi. Hiện tại giờ mình đang khơi một cái bờ đặng cho nước vô trong cái đập mà mình đang chuyển đất đi nè các bạn. Mình cuốn đất từ trong cái cây mắm trước mặt các bạn á. Cái mắm thật là xa đằng kia. Mình mới chuyển ra đổ ra ngoài cái ngoài này nè các bạn. Mà mình chuyền nhiều quá cái nước giờ nó cạn rồi, giờ xà lan mình kéo không nổi. Bây giờ mình xả nước, mình đợi cho nước nó vô. Đây là mình làm video mình chia sẻ nha các bạn, chia sẻ cách làm rồi chia sẻ về cuộc sống của mình. Video mình cũng dành cho những bạn tài xế mới vào nghề á, rồi những bạn chủ xe cũng mới vào nghề luôn. Còn những bạn tài xế mà vào nghề lâu á, các bạn xem video mình cho vui thôi. Bờ bên đây cặp mấy lá là mình đã hoàn thiện hết luôn rồi. Bây giờ mình chỉ giải quyết ở trong ruột thôi, trong ruột với lại ở ngoài mé sông này thôi. Bữa nay nước kém quá các bạn ơi, nước vô không nổi. Tại vì hiện tại miếng ruộng của mình đang làm rất là cao, gò á. Thì độ gò nó rất là cao nên nước vô không nổi các bạn ơi. Nước vô chảy rất là yếu nè. Ở ngoài sông ngoài kia cũng có anh bạn cùng nghề với mình á. Bạn này chắc cũng dân Long An của mình á. Cũng đang chuyển đi làm các bạn. Mình thì mình đang đậu cặp sông các bạn. Nên chỗ này thì mình sẽ thấy hết những cái cảnh mà mấy bạn mà chuyển đi làm đâu nè. Chỗ này thì xe chuyển xuống nhiều lắm các bạn ơi. Xuống vùng Long Khánh, Long Vĩnh đâu đó. Cái bờ ngoài này là mình giữ lại các bạn. Ngoài này lá còn rất là rộng. Giờ đất mình tập trung mình chuyền qua ra ngoài này hết luôn. Cái này là cái bờ bao ở ngoài á các bạn. Bây giờ mình tranh thủ nước đang lớn nè, rồi mình dễ làm cái đoạn này. Tại hồi xưa nguyên cái chỗ này là nguyên đường mương rất là sâu các bạn ơi. Nguyên đường mương từ chỗ đống đất ngoài kia á, tới đây là cái đường mương nè. Đường mương mà xưa chú đổ đất trước á, chú múc đất ở đây, chú đắp lên bờ bên đây và múc chuyền lên cái bờ bên kia luôn các bạn. Nên chỗ này rất là sâu. Cái này mình canh nước lớn mình làm mới được các bạn ơi, chứ nước rồng làm mình làm mình bơi phà mình bơi không nổi. Tại vì lý do là đất sình á, mình chuyền ở đây nè, nên giờ đất ở đây rất là mềm, nó mềm dữ lắm, mà bây giờ mình bơi phà mình bơi không được. Khi mà mình làm hoàn thiện hết luôn á, xà lan mình sẽ ra chỗ này đó các bạn. Mình hoàn thiện hết cái miếng ruộng luôn, cái sau này khi mà mình hoàn thiện hết cái đập này các bạn, là mình sẽ ra ngay chỗ này, xà lan mình bơi ra đường này nè. Tại chỗ này có cây rất là nhiều nên nó có thế. Rồi đất mình á, mình tập trung hết chuyền lại đó thật là nhiều. Đặng sau này mình bơi xà lan ra, mình có chỗ mình đắp cái đập này lại.
cái vậy chứ mình làm mình tính cái đó các bạn ơi, mình tính cái đường nào thuận tiện á. Giờ mình làm chưa rồi mà mình thủ cái đường ra rồi đó, mình kiếm cái chỗ mình ra cho nó im mới được, đang mình đắp cho cao ráo cho gì. Còn mình không biết mình ra cái chỗ mà đất khô chỗ mấy bờ đường ra nè, như đơn giản như mấy cái đường ra nè, chỗ này thì ra rồi mình có cái đất khô để mình đắp, rồi mình đắp mấy cao được các bạn ơi. Lá còn rất là nhiều. Mình làm video á là mình chia sẻ, các bạn có cho mình nói nha các bạn. Mình nói ra thì mình mới chia sẻ cho các bạn được. Còn mình không nói thì các bạn cũng đâu có hiểu được gì đâu. Như mình làm mấy video này nè là có nhiều phần chứ lắm. Như các bạn nào mà vô tình mình xem cái phần này nè, các bạn sẽ không hiểu. Rồi các bạn sẽ lục lại những video trước của mình đó, các bạn xem các bạn sẽ hiểu hết à. Cũng có mấy bạn comment mình ở dưới á, sẵn mình làm đây mình sẽ trả lời những tin nhắn của các bạn luôn. Tại vì á các bạn biết thì mình vô comment ở dưới thì tin nhắn mình trả lời nhiều không được. Thì có bạn hỏi mình là tại sao mình đi mua dầu mà mình không mua chiếc vỏ lãi á, là mình tâm sự với lại những bạn đó là để mình nói mình trả lời cho các bạn, là tại vì mình xuống đây mình làm chỉ có một miếng đất này à, mà bây giờ mình mua một chiếc vỏ lãi thì đâm ra thì cái kinh phí cũng hao quá các bạn ơi. Thôi sẵn mình mua dầu luôn cho nó, mua dầu bằng xà lan rồi mình đi mình bơm nước mình xài luôn. Rồi mình làm rồi cái này rồi mình sẽ đi về những vùng đất làm bộ rồi. Tại dưới này mình cũng đâu có mối gì nhiều đâu, mình làm ở đây lâu. Mình thì mình làm bộ rồi thường. Làm ao hồ rồi đó, làm thường, còn đập này là thì tới vụ mình mới xuống làm. Mình làm chừng tháng à. Tháng hay tháng gì đó là xong rồi. Là mình mua vậy là hao chi phí mình dữ lắm. Mình sẽ đắp cái bờ từ ngay chỗ cái gào mình đó các bạn. Mình đắp thẳng qua chỗ cái anh chủ đất đang đứng bên đó đó. Đang đứng túc bên đó. Còn phía trong đây nè các bạn, trong đây là mình đã có cái chân bờ cũ sẵn rồi, rất là đỡ các bạn ơi. Trong đây thì hiện tại cái bờ này cũng còn rất là nhỏ, nhưng mà mình mượn được cái chân bờ cũ á làm cái chân, rồi đất mình sẽ bỏ ra tới hàng mắm ở kia luôn. Ở ngoài đó là mình vẫn xịa cây rất là nhiều ngoài luôn nha các bạn. Toàn bộ lượng đất này mình sẽ dời đi hết. Vẫn còn thiếu đất nữa, mình trong đó mình sẽ dỡ lớp truyền ra nữa nha các bạn. Anh đang sáng ngày anh chủ đất anh ra sớm á, anh đợi ghe bạch đàn á, người ta bữa nay người ta chạy lại các bạn ơi. Mấy ngày nay bão quá trời, cái hàng dớn ngoài kia gió đã đánh sập luôn rồi. Gió lại sóng á, đánh sập cái hàng dớn luôn. Chỗ này hiện tại mình đã bí nước rồi, nước bây giờ sẽ không còn vô đây nữa. Trong đây mình giữ nước rất là, trong đây nè mình giữ nước thật là nhiều, đặng mình dễ làm ở, mình về đâu quất này dễ các bạn, đất này nè. T-
tại vì á dưới chân này toàn là bùn cháo mà bây giờ mình để cạn quá mình kéo không được, nó dính luôn các bạn ơi. Tại vì cái tầng đất khô ở dưới này nè đã mất hết rồi. Tại hồi xưa nguyên ở dưới này là nguyên một cái đường mương rồi mà sâu dữ lắm các bạn. Bỏ vô trong góc cái bần á, anh bỏ nhiều quá nó chạy nè. Có bấm không vậy? Mở rồi nó chưa vậy? Bám vô đất mình nè à, rồi sẽ chịu được cái chân bờ của mình á. Ghe bà đàn mà mới tới các bạn. Tới đang chắc cây lên nha các bạn. Nay anh chú đất nhà anh mua lưới bồ luôn rồi các bạn ơi. Chắc xong rồi mình sẽ ra cặm cây rồi đổ đất ra quá các bạn ơi. Các bạn đây là lưới bồ của anh nha các bạn. Lưới bồ người ta mới trả lại luôn hay gì anh Nhân? Nãy nói nhiêu? Rồi một cuồng vậy là nhiêu tiền anh? Một lần yeah, vậy lần cuồng cũng cả triệu triệu mấy ha. Dạ yeah. Nè các bạn, anh mua lưới bồ nè các bạn, anh mua 20 cuồng nha các bạn. Một cuồng là 1.000.000 nãy anh nói các bạn. Còn đây là ghe bạch đằng nữa các bạn, ảnh mua nữa các bạn. Đó, đưa cho ông ghê cha. Ông là người thiệt thai nhất á, thiệt thai hơn tôi nữa. Tôi thiệt thai nhất đó. Ông là gì? Bạch đằng này anh mua nhiêu cây vậy anh? Gạch cái vuông qua vuông lại, ô vuông cái gạch ngang luôn là 5 là 5 á. Dạ. Đi đường qua khỏi quỹ ban xã Định Hòa có đường nhựa đi ra, cái đi thẳng vô nghĩa trang nè, cái đi chạy theo đường đất vô tới nè. Hỏi nhà tươi ngon là nó biết. Nhà ngồi đây nè. Ngồi gần nhau gặp cho nó chính xác thôi, tôi thì không có gia chạm gì hết trơn. Chỉ làm chính giữa thôi. Bà đằng ấy anh mua nhiêu cây anh nha? À, chú để cho 150. Dạ. Rồi giờ anh đặt mua bao nhiêu cây? 100. Yeah. Ghe đó hẳn nhiều rồi chú. Chở hết nhiêu đó bao nhiêu? Lắm lắm người ta chở dưới xà bằng lộn xộn luôn. Dạ. Trên đó thì cây dài. Dạ. Cây này bắt cắt ra thành thân. Đâu cây này để nguyên. Nguyên hết rồi. Ừ. Thì cha mình nói nhà ra uống thuốc rồi. Cây này nè. Te nè. Te mới chặt ra kèm vô.
nhấn xuống 2m, 2m mấy, 3m là còn vừa bằng với bê bồ, nhấn xuống là sao mà te nó bằng với bê bồ à. Còn bạch đăng thì nhấn như nào hết nổi thôi. Trời đụng mà cái này nhấn cái ngập lúc luôn á tất cả. Không, đứng lắm. Đi bộ với mà. Nó đụng cát. Đi bộ chứ không á, con đi lội tủm tủm vậy tại cái chỗ này là nó đất này con đi bộ dài dài đó không á. Tại tao đặt vớ tao đi mang dài đi đó. Đứng ngắt hả? À? Là nó có cái chân. Cái chân bò này nè. Nó cái vớ nó bò. Mẹ anh đang nghỉ mệt chút nữa thải lên nữa nha các bạn. Nãy giờ thải được bốn mấy cây rồi hả anh? Nãy giờ thải được nhiêu cây rồi chú? Dạ. Mấy anh đang khiêng cây lên cho anh chủ đất nha các bạn. Cây này chú mua ở đâu rồi chú? Dạ. Nãy giờ mấy ảnh thả lên chỗ này cũng được bốn mấy năm chục cây rồi nha các bạn. Xà lan mình làm tuốt đằng đẳng nha các bạn. Ông xã mình đang ở nhà làm á. Giờ thì mình sẽ tập trung đất á, mình chèn về cái gốc á, gốc đặng mình thủ cái đường mình ra, đặng nữa mình có đất mình đắp lại các bạn. Ở trước mặt mình á là cái chỗ này sau này là mình hoàn thiện hết luôn á, là mình sẽ ra ngay chỗ trước mặt của các bạn nè, chỗ này nè. Tại vì á ở ngoài đó có mấy lợi thế, là ngoài kia là cây cối rất là nhiều, là cái bãi nó bồi nữa các bạn, nên mình ra chỗ này thì mình sẽ có đất mình đắp. Ngay chỗ trước mặt các bạn là chỗ đó là cái bờ cũ cũng có đất khô nữa. Rồi giờ mình tập trung mình chèn ngoài gốc này nè, mình để đó. Gốc đó đất mình cần cũng nhiều lắm các bạn. Tại khi mình ra mình mới thủ mình đắp đất thật là nhiều tặng cho bờ cao á. Cái nghề tài xế xe cuốc như tụi mình vậy, các bạn thấy vậy chứ cũng khó chạy lắm các bạn ơi. Mình đi học nghề tài xế này lâu lên đi đó, nó khác với tài xế xe kia. Như bình quân bình thường á, như bình thường á, một người bình thường đi theo học nghề đi, như các bạn theo khoảng cỡ 2 năm mà các bạn vẫn chưa chắc các bạn dám tự tin để ôm xe chạy được đâu. Bởi vì á, nó có nhiều cái cách làm chứ lắm, và nhiều tình huống xử lý lắm, rồi đi lầy, rồi bơi phà, rồi mình ôm xe chạy mà mình chấp nhận ôm xe chạy thì mình phải làm được, mình ôm xe được. Nếu các bạn muốn ôm xe chạy thì các bạn phải bảo đảm xe cho chủ mình chạy, tại vì cái tài sản của chủ giao cho mình đó là đi cả cái tài sản của người ta. Mà các bạn chạy không, các bạn chạy mà các bạn không tự tin đó thì rất là khó. Thì cũng có bạn comment với mình, thì bạn kia cũng có hỏi mình là bạn mới chạy như là đâu cũng cỡ mấy tháng vậy à, mấy tháng chưa được năm vậy đó, mà cũng có theo anh tài xế phụ nữa, có ảnh có anh tài xế nữa, ảnh chạy theo anh phụ á,
nhưng mà mình phiên ảnh thì ảnh nên ráng đeo thêm chạy thêm chừng năm nữa đi, năm nữa thì bạn ra có thể đủ bản lĩnh rồi bạn có thể ra được. Trước giờ ra cũng khó lắm, tại vì khi mà bạn chạy phụ cái bạn tài xế thì bạn tài xế đó cái những cái chỗ nào mà khó thì bạn tài xế có thể giúp cho bạn được. Mình hồi xưa cũng vậy á, mình hồi xưa có anh tài xế của mình đó, nó thương mình lắm, cái nào mà khó anh để mình chạy đó mà mình là chủ xe luôn đó. Bây giờ mình lên tài xế rồi mình cảm ơn anh nhiều lắm. Mình là chủ xe nè, mà mình từng chạy ghép chạy phụ luôn nè. Hồi xưa mình có tài xế với phụ, tài xế là theo mình những chỗ nào khó lúc đầu, những chỗ khó là tài xế mình chạy không á. Mình lên chạy là chỗ đó không chịu á các bạn, mình xuống mình nóng lạnh luôn á, mình buồn bụng các bạn, buồn giống như là mình hụt hẫng á. Rồi thời gian dài lắm rồi các bạn ơi mình mới chạy được. Rồi khi mà anh tài xế của mình chạy á, những cái chỗ nào khó á, cái mình mới lên xe á, mình ngồi sau lưng ảnh á, mình học, tự mình ngồi nghiên cứu à, chứ mình đâu có hỏi, mình ít hỏi lắm các bạn ơi. Mình thấy ảnh chạy sao là mình nghiên cứu theo. Rồi ví dụ như chỗ nào có khó quá mình hỏi ảnh coi, ủa cái này là anh làm vậy vậy hả, vậy hả, thì ảnh cũng thiệt tình chỉ cho mình. Mình cũng cảm ơn anh đó chứ lắm. Xưa giờ mình chỉ có một người thầy à. Biết rồi, mình giờ mình đi làm mướn người ta mà mình lấy tiền trong túi người ta ra rất là khó bạn ơi. Mình làm sao mà lấy tiền cho chủ đất mà trả tiền mình á, hai bên rồi cười nói vui vẻ rồi vậy cái mình mát trong bụng rồi chủ nhà trả tiền mình ở nhà cũng vui, giữ được cái nền đẹp cho nhau, rồi sau này mình còn điện tới, rồi sau này mình còn liên lạc nữa. Các bạn xem video mình, các bạn đăng ký mình nghe các bạn, đăng ký là toàn bộ miễn phí hết nha các bạn.